đưa đây tháo bông ra. Ngồi cái ghế cao mới được, chứ ngồi cái ghế thấp khó lòng lắm. Chị Liên gỡ phụ. Có kéo chặt không? Để nằm xuống đây đi. Mỗi bình lấy hai phân nửa vậy đó. Tiếc hả? Nó ngã làm biết sao nó không có nước là một. Kia có cái bình nước kìa. Được rồi, được rồi, để nó lấy. Với nó cao nữa là hai, hai cái đó nó mất thăng bằng rồi, nó nhào rồi. Ngoài mặt bà ngoại. Chắc anh sẽ vô. Khánh nó khoái bông cúc này lắm á. Để bàn thờ Phật đó coi. Đó, cái bình đó để bàn thờ Phật đi. Em ghế ra vậy à, Vũ hả? Không, không. Ừ, trời, em ghế ra ngồi đi chứ. Em đủ chưa thầy nữa không? Dạ, chắc thêm nha. Nó hết đi còn hai cái nha. Với ở đây một bình nữa con. Bình với con. À... Bình nào cũng được. Bình đó. Ờ, đây, màu vàng hả? Đưa ghế phần. Đây cho nó leo đi, nó đứng chẳng hạn thấy ớn quá. Đưa ghế cho nó đứng. Đây. Đây giờ Vũ. Để trong đây thì để Vũ con sao đi sợ. Đeo đứng lên con. Cái ghế đó vững không vậy? Vững mà. Nó chứ được mà. Được. Đưa dĩa thịt với gì lên cho nó. Ủa, địa tạng đâu có cuốn thịt. Không có cuốn thịt. Địa tạng cuốn trái cây thôi. Trái cây luôn. Ở dưới này thịt nè. Sao không ạ? Con không biết là có nên sắp ra hết không? Có ra nào diễn vậy là vừa. Nhiều nó thôi đừng sắp ra hết con, yeah. Sắp ra hết rồi bu kiến đậu đâu có vết đâu. Nói cái này con. Cái này bỏ qua vàng ông Năm với lại bà Út. Út đi. À ông Năm bà Út. Đưa đây đưa. Em con bệnh. Đây nè. Mang dài vô. Mang dài đi không sao đâu. Mang dài vô. Ừ, từ từ tụi mấy chị thấy không muốn chuyển rồi. Muốn lấy mấy cây lấy. Cắm được là cắm, để bà cắm kia. Để bánh mì không? Cho khỏi để bánh mì. Bánh mì. À, trên
Má đi con cắm cho má. Má con. Dạ máy quay phim con ơi. Ừ. GoPro. Nó gọn. Nó chiếu. GoPro. Chắc đó hả? Dạ. Dễ quay chắc lắm. Này cầm mời xuống nước cũng được luôn. Lặn xuống nước cũng được luôn. Sướng ha. Dạ. Dạ đem du lịch cả. Dạ đúng rồi. Ừ. Gọn nhỏ. Của dây Nhật này đó có ghi dạ, không, của Mỹ. Về nhà có. Mỹ rồi. Rồi. Ok rồi. Dạ. Con bây giờ nó còn uống nước lạnh không? Chắc không có rồi. Nó uống bình thường của mình.